Hi, xin chào tất cả mọi người. Thì trong đêm nay đã ra mắt bộ trang phục của Triệu Vân, Dũng sĩ Đồ Long. Anh em thể nhìn thấy đề bộ trang phục có tính năng trang phục đó là tạo hình Dũng sĩ Đồ Long, hơi thở rồng. Ở đây là một bộ trang phục thì cho thấy là vị tướng Triệu Vân này đã hạ gục được một con rồng rất là to, rất là ách liệt, trừ hại cho dân. Và bây giờ mình sẽ múc luôn nha. Rồi, wow, anh em thể nhìn thấy là rất là đẹp. Ok, trang bị cho vị tướng này là kiếm truy hồn, giày Hermes, kiếm Phoenix, gươm sấm sét, áo choàng băng giá và giáp thống khổ. Đây là các trang bị của Triệu Vân mình sẽ lên trong trận đấu nha anh em ơi. Lên đồ như thế này thì anh em tin chắc một điều thì nó máu khá giấy, nhưng mà được bù lại một điều nó sẽ ra rất là nhiều sát thương, gây ra rất nhiều sát thương nha. Rồi, bây giờ mình sẽ test luôn một trận đấu hạng cho anh em này. Thật ra thì cái bộ trang phục này nó mở bán từ ngày 23 tháng 11, có nghĩa là từ ngày hôm nay cho đến là ngày mùng 3 tháng 12 đó, và sang đến ngày mùng 4 tháng 12 là cái bộ trang phục này sẽ đóng lại và sẽ không mở bán nữa, và trang phục này sẽ mở lại, sẽ được bán trở lại khi mà có những cái dịp đặc biệt thì bộ trang phục này sẽ mở bán trở lại nha anh em. Thế nên là nếu mà anh em muốn mua bộ trang phục này thì tranh thủ trong thời gian từ ngày 23 tháng 11 đến ngày mùng 3 tháng 12 tranh thủ mua cái bộ trang phục này nhá. Vì trong thời gian đấy nó còn bán. Nào, xin dừng nào mấy ông ơi. Trời ơi, mình đứng F4 thì làm sao mà có thể tranh lên ở đây. Rất là khó để dừng được, xin dừng nào. Xin dừng. Cho mình dừng phát nào. Trời ơi. Bây giờ tranh lên rất là khó chịu. Xin dừng nha anh em ơi. Rồi, chán luôn. Ôi thật vãi luôn. Mình muốn test luôn trận đầu Triệu Vân mai ngờ. Sao đối phương chọn Triệu Vân đi kia. Bó tay chán luôn kia. Ừ trời. Ôi thanh niên S5 này chịu luôn. Rồi. Sướng quá. Đổi hình vai led rồi. Ôi vãi thật. Đùa. Sao mà S5 mà không cấm vai led nhờ. Đấu hạng rồi. Chán luôn. Cái phần cấm chọn. Cái phần cấm chọn như thế này. Anh em vừa đọc được. Thì cái phần cấm chọn như thế này, tất cả mọi người khi mà đã cấm rồi thì đều full tướng cả. Không phải là, mặc dù là anh em thiếu tướng nhưng mà lúc anh em cấm thì thể nào cũng được phun tướng rồi. Cái thanh niên xin dừng đã, đừng có tranh với tôi nào. Cái thanh niên S5 này không cấm Violet lại nói là kiểu là mình không có tướng Violet nên mình không cấm được. Vãi luôn. Cái này thì hầu như ai cũng có thể cấm mà, khi mà đã trở thành S5, đã trở thành người chơi thứ 5 có thể cấm được toàn bộ tất cả. Ôi, bây giờ thì mình sẽ lầy lội chọn luôn vị tướng Triệu Vân nha anh em ơi. Dũng sĩ Đồ Long, một bộ trang phục thì sẽ bán với giá 279 quân huy. Cũng khá là ấy, không có vẻ là đắt lắm sao anh em ơi. Cái bộ trang phục này thì tí nữa mình vào mình test xem là nó có nhiều hiệu ứng không nhá. Đó. Rồi. Ok, cho hai bạn dừng luôn. Ủa ôi, chưa chi chửi nhau vậy. Đừng chửi nhau vậy chứ, vừa mới vào trận đấu xong đang rát trận thế này, đang chọn tướng thế này lại chửi nhau thế này, bó tay luôn. Không hiểu mấy thanh niên này nghĩ gì. Đàn nào khóa rồi. Ôi rồi. F5 chôn rồi. Nakaros rồi. Chán thật sự. Rồi, hiện tại là đêm thế nên là ra thì những cái trận đấu mà mình test trang phục hoặc là test tướng mới, không phải test mà là mua và chơi thử luôn đấy, thì rất là khó khăn nếu mà không đúng F1. Rồi, Nakaros mang cái gì á, đóng băng bất tử này. Khó hiểu thật. Đó, chửi nhau cái gì vậy. Đùa. Vừa vào chơi xong mà mấy ông này nghỉ cái gì mà nghỉ, chơi đi, khổ quá cơ. Đã tành hết rồi thì không phải đã khóa hết rồi thì anh em đừng có chửi nhau làm gì. Trời ơi. Chưa chi mất đoàn kết rồi. Nghe tôi đã nản lắm rồi. K
cái vị cái gì nhở, theo cốt truyện của cái bộ trang phục này thì khi mà có một con rồng rất to lớn, gọi là đi phá hoại làng nước đấy, thì đột nhiên là có Triệu Vân từ trên trời nhảy xuống và đâm chết luôn con rồng. Và cái máu của vị tướng máu của con rồng đấy đã nhuộm đỏ hết cả cái bộ trang phục của vị tướng Triệu Vân. Và từ đó Triệu Vân đã có một cái tên gọi khác nữa, đó là cái dũng sĩ Đầu Long, do mọi người đặt ra. Đấy đấy là cái về cái chuyện mà khi mà lên mobile kể rằng cái xuất xứ của bộ trang phục của Triệu Vân này nhá, nghe có vẻ rất là hợp lý nhưng mà cũng khá là thần thoại. Ok, và trong trận đấu khi mà team mình có Zuka, Japheth, Theoanat đấy rồi, Triệu Vân và Nakroth. Cái này ôi vãi thật, bây giờ thì team không có pháp sư kìa, trời đất ơi. Sao F5 không chơi pháp sư gì nhỉ? Ok, mình sẽ đi đường rồng vào thôi. Tình hình trận này là mình chơi thẳng thường ấy rồi. Đây nha, mình sẽ thử biến về cho anh em xem nha. Rồi, bộ trang phục rất là chất, không có hiệu ứng biến về. Đây là bộ trang phục của Triệu Vân này là không có hiệu ứng biến về nha anh em. Nó chỉ thay đổi về kỹ năng đây đây ra hỗ trợ luôn này, chiêu một đào xoáy. Đấy, em để nhìn thấy là các chiêu thức của vị tướng này đã có sự thay đổi đi, biến đổi đi. Đó là khi mà sử dụng các chiêu thức thì nó có màu đỏ đỏ ấy. Đó, anh em nhìn chưa? Rồi, té đi, đừng có tham làm gì. Khổ quá, chơi chi nó quấy rối rừng team họ rồi, thì làm sao? Nó gọi hết cả quân ra nó thịt bây giờ. Ôi, à đây, lên đây, lên nào. Thanh niên này, mình sử dụng ở đây nhá. Chỉ cần lên vài bước, à, rồi. Cố gắng lên, lên cao đi em yêu. Rồi, xong, xác định ở đấy. Chưa một la tới này, đánh bò chí mạng đấy. Rồi, rồi, bộc phá, rồi. Hay quá, chiến công đầu anh em ơi. Tuyệt vời luôn. Kiểu thanh niên này thích chủ quan. Đó. Các trang bị cho vị tướng Triệu Vân này mình đã giới thiệu ở đầu game rồi nhanh em ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ tập trung vào đánh thôi, không nhắc lại về các trang bị của vị tướng này nữa. Ấy giời, đau thế. Vãi thật, cái trận đấu mà không cấm Violet này nát rồi, đánh ra những cầu thủ mà để Violet có cơ hội bắn này thì thôi xác định luôn. Mình không dám lên cao luôn vì đã Violet rồi còn có cả Alip nữa, rất là khó chịu, bảo kê rất tốt. Đối phương nếu mà team mình mà không bắt được Violet thì thua, cái trận này thua cay đắng nghiệt ngã rồi đấy. Vậy nên là sẽ cố gắng để hạ được cái thanh niên Violet trước nha. Rồi, tin được cái Nakroth đây 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 ra hỗ trợ luôn ạ. Ôi. Ơi thật ra fit đi Ram à. Nào, tiếp tục nha. Từ 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 tới luôn này, hay quá. Đông à, đông chơi luôn anh em ơi. Chơi luôn, team mình cũng đông mà team họ đông cũng lại. Phát rồi. Rất đẹp rồi, la vào bốn luôn. Một pha combat cực kỳ đẹp rồi, xác nằm la liệt rồi. Team mình không có tổn thất gì hết. Team họ là chết hết ba người rồi. Xác nằm la liệt. Ok, con rồng này thì không có một thanh niên nào có thể là ca được nữa rồi. Hiện tại thì trong đêm mình làm clip này về cái vị tướng này thì giọng mình khá là thay đổi vì trước mình có ngủ sớm quá, ngủ để có thể thức đêm để làm clip mà. Nào nhanh nhanh lên đi, Thương Long mãi mà chưa lên được cái món đồ nào. Đấy, 5-0 rồi, đừng có nhờn. Đánh như vậy thôi mà 5-0 rồi đấy. Nào từ 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 từ, ui dồi ôi, Du béo với Ngộ Không. Cặp đôi hoàn hảo. Đây. Có lẽ là mình sẽ không dám đi lẻ đâu. Chỉ dám ôm phận phận ôm trụ thôi. Ấy, thì còn đấy Alice với cả Violet lên thăm thường xuyên thế này thì làm sao dám lên cao được. Khổ quá cơ, cứ lên chết. Ông ơi hỗ trợ tôi cái Japheth đây. Nó chuẩn bị toàn tính là chơi mất cái giờ cái trụ này rồi. Pam, nhanh dọn quái lanh. Ôi thử vãi thật, thả lũ chứ cuối này thì chịu rồi. Làm gì mà nóng tính thế chứ chi thả lũ chứ cuối. Rồi. À rồi, Japheth vào nhảy xuống cuối rồi. Ơ được. Vai luôn Japheth ông nhảy vào xong ông lại chạy ra vậy. Trời đất ơi. Thôi 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 rồi.
Giỏi ạ. Ở rùa từ nhảy vào mà đánh nhau. Nhảy vào lại phi ra, vậy là như lừa tình mình rồi. Không phải lừa tình đối phương, lừa tình mình. Ôi thật thật chết rồi. Hổ báo này thì rồi. Lên bảng mình chết luôn một cái mạng. Khó chịu thật. Chạy vào như một thằng hố luôn. Chạy vào chả biết làm gì, xong rồi chạy vào đúng con đứng giữa đội hình đối phương, xong rồi chạy ra không kịp. Có Javis vừa xong nhảy vào mở combat mà mình cứ nghĩ là sẽ có giao tranh rất to, anh ở thanh niên này vừa nhảy vào phát pizza luôn. Kiểu lừa tình đồng đội vãi. Cái này thì làm sao mà thể chơi được đấy. Ok, trang bị thương long đã là thành công rồi. Bây giờ mình sẽ cố gắng lên thêm nha. Trang bị giày rồi các trang bị sẽ tương đương một trang bị cuối cùng, hai trang bị cuối cùng mình sẽ lên đồ thủ để cho vị tướng này cứng cáp hơn. Rồi đừng đi lẻ nào ông này, Javis ơi là Javis rồi. Thôi thôi có lẽ là mình không hỗ trợ đâu. Vì là rất là đông. Mà còn có khống chế của Alice nữa, xong lại còn có Violet bắn đau, rất đau. Đó. Rồi này chỉ có ôm trụ thôi. Đấy mất luôn cái trụ đường rồng rồi, bây giờ em biết đi đâu và về đâu. Hiện tại bây giờ em khá là cô đơn, em cô đơn quá. Cô đơn quá mất rồng rồi. Rồi mất rồng luôn, mất rồng thật sự, bây giờ chỉ có ôm này. Không dám đi cao này. Đây đây nha, đây nha. Cái thanh niên voi này, cái thanh niên voi mình chắc là mình chỉ bắt nạt được voi thôi. Voi chú voi con ở bàn đôn chết rồi. Chết rồi, lên nào. Theo anh về làng. Ok, xong. Thấy chưa? Theo anh về bản đôn. Thế là voi con, à đây còn đấy mất con à. Voi đấy mà là voi con, voi đấy voi cụ, voi kỵ rồi rất là to. Nào anh em, đẩy cái trụ này thôi, xin cái trụ này của team họ nào. Một mình Gidu không thể nào chắn đỡ được nha. Ok xong. Rồi phút thứ 6 và hiện tại thì team mình vẫn đang hơn đối phương. Và đầu game thì chửi nhau sấp mặt. Cái lúc chọn tướng thì chửi nhau sấp mặt. Và bây giờ cha thì nói năng thì cả. Đây đây tới luôn này. Rồi phát này mà sử dụng chiêu cuối cái thần trưởng á. Một nháy. Rồi một nháy thôi. Thôi 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 thôi. Thôi té. Theo nét team mình có cơ hội đứng bên ngoài. Rồi cái gì vậy. Thay em, ôi, dù béo đâu ra hỗ trợ tất cả, còn đứng phàm kìa kìa. Hất tung nó đi, còn chạy nữa thì bó tay luôn. Ôi giời, hên quá, ôi thôi thôi thôi, hại dù béo rồi. Dù béo bị dính cái chiêu cuối của Gidu rồi. Rồi, mình vẫn sống sót thành công. Buồn thật. Buồn thật cho thanh niên dù béo quá. Ok, cái trang bị tiếp theo là mình sẽ lên cái kiếm Venice cho vị tướng này nha. Đang tốc độ đánh và khả năng hút máu rất là nhiều. Khi mà anh em lên trang bị này ở cái mùa thời đại xã thủ, cái trang bị được tăng rất là nhiều sức mạnh. Hiện tại phút thứ 7 rồi, hầu như là đánh những cái trận đấu danh cao thủ này thì khả năng ăn mạng thì thường thường trong những cái trận đấu nó rất là kém, rất là ít. Không phải như cái trận danh vàng, danh bạch kim, danh kim cương thì hầu như những cái trận đấu đều 20-30 mạng trở lên. Còn để mà kết thúc một trận đấu danh cao thủ có lẽ là anh em chỉ cần 10 mạng thôi. 10 mạng hạng cùng tôi là cái gì đấy. Ông đã hổ báo cái gì với tôi. Ôi trời ơi. Hổ báo không đi thỉnh kinh còn hổ báo hay quá rồi bộc phá. Định ăn à. Rồi hổ báo thanh niên này. Cứ thích nhảy vào ăn mình cơ. Khó hiểu thật. Anh em đẩy tiếp. Xin cái trụ này của nó nào. Xin cái nốt cái trụ đường kinh công. Ok. Xong cái trụ và bây giờ tiếp tục mình sẽ đảo đường nha. Farm hết sạch quái rừng cho thanh niên Violet thọt từ A đến Z. Rồi. Ôi dù béo ơi, về đi dù béo ơi. À hay quá móc à. Tới luôn. Rồi hay quá. Này vãi thật lại bị câm lặng kìa. Khó chịu quá. Chiêu cuối rồi mới lên bảng. Lên thớt. Lên rồi. Một mạng. Ôi. Rồi bốc hơi cũng rất là nhanh, thôi ngộ không. Đấy combat thì lúc đầu sợ team họ có Violet, mà anh ở Violet team họ không biết giữ vị trí và hầu như là đối phương không bảo kê tốt thì chỉ có chết thôi. Trong trận đấu này rất là khó chịu khi mà có Javis nha. Mỗi lần combat là thanh niên này sử dụng chiêu cuối vào thẳng cái đầu. Thẳng và thanh niên Violet đấy yêu nhau luôn rồi. Thế nên là team mình khá là nhàn. Đấu mà đánh nhau mà không bắt Violet thì đúng là nét toàn tập rồi. Hiện tại mình lên đồ không phải là tanh mà lên đồ theo cửa sát thương, nên anh em nhìn thấy vạch máu mình Violet mà bắn một phát thôi đủ thốn lắm rồi. Thốn cực kỳ luôn đấy. Rồi. Ok, gươm sấm sét nha là cái trang bị tiếp theo cho vị tướng
lên cái đồ này thì điểm lợi là khi mà đòn đánh đầu tiên của anh em sẽ dồn sát thương rất lớn vì nhờ có cái hiệu ứng sét điện từ cái trang bị gươm súng sét mà anh em. Rồi chiêu cuối vào hay quá, mình sẽ móc đằng sau nha. À rồi thấy chưa, khi mà cái thanh niên Violet team họ không được bảo kê thì chắc chắn lên bảng rất nhanh. Rồi team mình là có sát thủ Nakroth nữa cơ đấy. Rồi lên bảng hết rồi, thơm thơm. Nhưng mà mỗi tội là tôi ra chậm quá, chả được cái mạng hạ gục nào luôn. Để chú anh em ơi, cho quét sạch luôn nào. Ơi đối phương thì thật ra thì không có thanh niên nào có thể tiếp cận được xạ thủ team mình luôn. một theo nát rất là có tầm đánh rất rộng, và một theo nát có khả năng giữ vị trí tốt cũng như là biết cách có thể bảo vệ bản thân. Đấy, vậy nên là không bị sẽ không bị team họ bắt. Rồi, cố gắng kết thúc trận đấu này sớm hơn, vì là anh em biết là khi mà cái thanh niên Violet kia mà late game hoặc là ngộ không late game rồi tí nữa nó cân cả cái bản đồ luôn đấy. Rồi, không biết là thanh niên này còn có hứng mà chơi mình không nào. Ngộ không đấy, hay quá, chạy đường lạc rồi em ơi. Lại một lần nữa anh lại gặp em giữa dòng đời, giữa cái dòng đời xô đẩy rồi, xác định rồi. Lên bảng bá đạo rồi. Khổ quá, yêu thương nhau nữa không? Gặp nhau mà cứ phải phang nhau thế này. Rồi từ từ nha. 5-1 rồi. Đấy anh em thấy là bộ trang phục này thì hiệu ứng khi mà sử dụng chiêu đầu tiên quay tay thần trưởng thì nó có kiểu là đấy, màu đỏ đỏ đúng với bộ trang phục máu của vị tướng dũng sĩ Đồ Long này. Cũng như là chiêu thứ hai, chiêu thứ ba, hầu như là tất cả các chiêu đều thay đổi hiệu ứng và mỗi tội không có hiệu ứng biến về thôi. Khá là buồn rồi. Và cái bộ trang phục chưa đến 300 quân huy thì làm gì có cái hiệu ứng nào đâu. Lên bảng, lên thớt rồi rồi, đừng có hiếp em. Rồi. Cố bắn đi anh em ơi. Lên bảng nốt kìa. Quẩy trụ thôi. Rồi ôi, tèo nét đứng ngoài bắn sưng hết cờ mông lên này thì làm sao mà sống nổi đây. Ok, đẩy thẳng, tôi vai đấy. Tham cái gì vậy trời, thế là tự nhiên bị trụ bắn chết kìa. Rồi, đẩy nốt cái trụ này. Mình sẽ, trong trận đấu này team cố gắng anh em sẽ phải cho đối phương nát ba cái trụ tàn tật nha. Cái kiểu ôm trụ này rất là khó chịu. Cho nát mét ba cái trụ rồi chắc chắn nó sẽ có lính to, lính siêu cấp lên phá hủy nhà thì lúc ấy nhàn hơn rất nhiều. Rồi, xin nốt cái trụ này anh em. Rồi nát luôn cái trụ nhà. Ok, và hiện tại thì lính ba đường đã lên đấy, phá hủy trụ đồng trụ thôi là anh em sẽ có thể là gọi lính to lên và hạ gục đối phương, tấn công nhà đối phương. Rồi trang bị tiếp theo là trang băng giá và một trang bị cuối cùng là giáp thống khổ. Đây là hai trang bị cuối cùng mình sẽ lên gọi là chống chịu cho vị tướng Triệu Vân. Và khi mà lên như thế này, ôi thôi cái gì vậy, thiếu người đừng có đánh nhau. What the hell, cái ông ra fit nào tưởng quá. Một mình làm sao mà sơi được, có là thanh niên châu. Rồi, thôi té đi. Rồi, sợ thật đấy. Rồi, team đi lẹ, đi chung rồi anh em ơi. Thật sự bây giờ rất là khó để tiếp cận được đối phương nha, vì anh em biết là ôm trụ như này rất là khó thì chơi được thẳng nhà ấy. Violet đứng đằng sau cấu gì ở này thì chết xử sao, rất là khó đấy. Violet ủa bắn một phát kìa, gần nửa cây theo nát. Tôi ông ơi đừng có lên cao nào, bây giờ mình không phải lên tank nên là mình cũng không dám mà mở combat đâu anh em ơi. Bây giờ chỉ đợi cơ hội để bắt lẻ từng thành viên một của đối phương thôi, chứ còn kiểu mà mình mà lên nhảy vào chưa kịp chạm vào người thanh niên nào hết là bốc hơi rất nhanh rồi nha. Trời ơi, có lẽ cứ đi vòng ủa ôi thôi vài kéo nát về đi, sợ thật, bắn cho hai phát tí nữa thì vẹo, tí nữa ngất ra đấy rồi. Trời ơi. Bây giờ cứ phải chạy lòng vòng rồi, thật sự rất là khó chịu nha. Chạy lòng vòng như thế này không có một thanh niên nào vào luôn. Trong trận đấu này thì Jafit là người lên tank, nhưng mà hiện tại thì thôi đừng có hổ báo, đừng có băng trụ làm gì, khổ quá, cứ đứng bên ngoài. Cái này thì làm sao mà kết thúc được cái trận đấu đây, ba đường phá hủy rồi mà vẫn còn cố farm, xong rồi còn cố kéo dài lên game này đấy. Ôi cố gắng anh em ơi. Nhàm quá, bây giờ là không biết, chắc có lẽ là mình lại chạy về nhà mình farm tí đây.
trên này hết sạch quái rừng rồi, xong rồi đối phương không dám lên cao thì mình móm mất, cứ chạy lòng vòng hết cơ mất thôi, xong rồi đến lúc combat thì thua rồi. Rồi ok nào, anh em ơi đi chung rồi combat phát cuối là anh em. Nào có đốt đâu, đi chung đi. À rồi, du béo, hay quá. Hay quá anh em ơi, bắt được Violet team họ rồi. Kiểu thích lên cao và chơi luôn này. Rồi, chiều cuối. Rồi, lên bảng một em thơm. Tiếp tục là anh em ơi. Nào, mình có bộc phá rồi. Rồi, bộc phá lên bảng. Hay quá nhờ, phải hoan hô du béo vừa sau này. Quá là tuyệt vời khi mà cái thanh niên mông to này bắt được xạ thủ Violet team họ kiểu đi lớ ngớ, chắc là team họ chửi sức mặt xạ thủ luôn. Ok và kết thúc trận đấu rồi, một trận đấu khá là lâu đó anh em, thể nhìn thấy là bộ trang phục Triệu Vân với dũng sĩ đồ long khá là đẹp nha, bán với giá 279 quân huy và hiện tại mình sẽ đang vào sáng, còn bây giờ mình ngủ đã mệt lắm rồi. Ok cảm ơn mọi người. Nhớ để lại bình luận giúp mình nha. Yêu tất cả mọi người, I love you, bye bye.